Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta sẽ lấy được những cái bản nhạc hot nhất ở trên TikTok về cài làm nhạc chuông ở trên ứng dụng Zalo của chúng ta nha. Nếu như các bạn cảm thấy nhàm chán với cái nhạc chuông mặc định ở trên ứng dụng Zalo và bạn muốn cài những cái bản nhạc chuông hay và hot nhất ở trên ứng dụng TikTok về làm nhạc chuông trên ứng dụng Zalo thì chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở ứng dụng TikTok lên và chọn một cái bản nhạc mà các bạn yêu thích về cài làm nhạc chuông trên ứng dụng Zalo. Ở đây thì mình sẽ nhấn vào phần tìm kiếm và mình sẽ gõ cái tên bài hát mà mình muốn cài làm nhạc chuông ở trên ứng dụng Zalo của mình. Mình sẽ chọn bài hát. Sau khi mà mình đã chọn được bài hát ưng ý trên TikTok rồi thì mình sẽ nhấn giữ vào màn hình để lưu bài hát này về điện thoại. Khi điện thoại của mình lưu được bài hát thành công, mình sẽ thoát trở ra. Và ở trên điện thoại của mình sẽ mở ứng dụng tệp lên. Mình chọn là phần file của bạn. Và đây chính là video TikTok mà mình vừa lưu vào máy điện thoại của mình. Mình sẽ nhấn giữ vào. Sau đó mình chọn là phần nhiều hơn ở đây. Tiếp theo thì mình sẽ chọn đổi tên cho cái phần video này. Sau đó thì mình sẽ đổi đuôi là MP4 thành MP3 để chuyển từ video thành bản nhạc thông thường, và mình chọn là phần đổi tên. Sau khi mà mình đã đổi tên thành công rồi, lúc này thì mình sẽ quay lại điện thoại của mình chọn là phần cài đặt. Ở đây thì mình chọn là phần đó là âm thanh và rung, mình chọn là mục nhạc chuông, và ở đây thì mình sẽ tiến hành là bấm vào dấu cộng để thêm nhạc chuông mới. Mình sẽ tìm đến cái tên bài hát mà mình vừa đổi tên ở trên TikTok, mình chọn vào, sau đó mình nhấn vào phần hoàn tất. Rồi bây giờ mình thoát ra, mình mở ứng dụng Zalo trên điện thoại của mình. Tiếp theo thì ở trong ứng dụng Zalo, mình chọn là phần cài đặt trang cá nhân và mình chọn là phần cài đặt. Ở đây thì mình sẽ chọn vào cái phần đó là cuộc gọi. Và trong cái phần cuộc gọi này thì mình chọn là mục nhạc chuông, mình để là nhạc nhạc chuông hệ thống. Thì có nghĩa là lúc này thì ứng dụng Zalo sẽ sử dụng chung nhạc chuông với điện thoại của mình. Và điện thoại của mình thì mình vừa mới đổi bài hát mà mình yêu thích, mình tải trên ứng dụng TikTok về, và như vậy thì Zalo của mình cũng sẽ sử dụng luôn cái bản nhạc chuông này làm bản nhạc chuông cho ứng dụng Zalo. Và bây giờ mình sẽ vào để nghe. Và như vậy là trên đây là mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta sẽ cài được những cái bài nhạc yêu thích và hot nhất ở trên ứng dụng TikTok về cài làm nhạc chuông cho ứng dụng Zalo.